Chúng tôi đang ở trong phòng nghỉ của các ca sĩ ở đây. Chúng tôi muốn các chị ca sĩ chia sẻ một vài điều với khán giả của Đồng Xuân TV. Xin chị cho biết tên và đến đây tham gia chương trình là đoàn nào ạ? Em tên là Lương Thu Hồng và bạn em là Ngọc Oanh. Chúng em đến đây thì top của em là gồm có 5 người. Các chị rất là nhiệt tình bởi vì thực sự là tự phải chi trả những khoản chi phí như là vé máy bay, có đúng vậy không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ phải ạ. Quan họ được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể, có phải không thưa chị? Vào ngày 30 tháng 9 năm 2009 thì quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể của nhân loại, và bây giờ cũng không hẳn là của Bắc Ninh nữa và bây giờ lan tỏa ra cả thế giới. Chị là thuộc đoàn quan họ của Bắc Ninh hay là của đoàn quan họ nào ạ? Em và bạn Ngọc Anh thì không có thuộc trong nhà hát dân ca quan họ và cũng không có thuộc người nhà nước quản lý. Và đây là chúng em là những người con sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất Bắc Ninh thân yêu, và đã được các nghệ nhân truyền đạt lại những bài hát, những câu hát dân ca quan họ Bắc Ninh thật là đằm thắm mượt mà. Vâng, chúng em cũng rất là tự hào về mảnh đất của quê hương mình ạ. Trong những làn điệu quan họ, làn điệu nào là làn điệu cổ nhất mà chị có thể hát được ạ? Theo em được biết thì là có một làn điệu cổ, đó là một bài hát Thiết Tha. Đây là một bài hát của làng Châm Khê, và chị em chúng em bây giờ chúng em sẽ ca một câu hát của làng Châm Khê, đó là câu hát Thiết Tha, và cũng hát theo cái lối hát của các cụ nghệ nhân đã dạy cho chúng em ạ. Bàn quang y nhớ cành nhớ y Cảm ơn các nghệ sĩ. Đấy là một lời ca quan họ là rất là cổ đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Qua quan họ cổ có khác cái lời ca quan họ mới bây giờ như thế nào? Thật ra thì quan họ cổ thì hát nó sẽ khó hơn là gọi là quan họ mới thôi, nhưng mà tất cả những bài hát đều là những bài hát quan họ cổ hết. Ví dụ như là những bài hát Còn Duyên hay là Qua Cầu Gió Bay mà mọi người biết đến đều là những bài hát quan họ cổ hết. Và những cái bài hát đó thì quan họ được gọi là những bài hát phổ thông mà mọi người thường biết đến. Còn những bài hát quan họ cổ thì khó hát hơn, và để mà hát không nhạc đệm thì lại càng khó hơn ạ. Cảm ơn các nghệ sĩ và chúc các chị thành công trên con đường nghệ thuật.